Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đang quay trở lại với Bình Dương Land Review. Ngày hôm nay thì xin phép được theo cái lời yêu cầu của một quý khách hàng muốn cập nhật về cái tiến độ hạ tầng của dự án Casamon hay còn gọi là khu nhỡ Minh An. Thì với cái dự án này nằm trong một cái khu vực tiếp giáp với khu vực của Bình Chuẩn, thành phố Thuận An và khu vực của Tân Phước Khánh. Với cái tuyến đường mặt tiền ngoài cổng của dự án này đó chính là đường Bình Chuẩn 62. Thì với cái tuyến đường này sẽ thông kết nối từ khu vực của đường DT743 về khu vực từ Miếng Cù, rất là gần, cách khoảng 2 km thôi. Và điểm bên kia đó chính là đường Võ Thị Sáu về khu vực của Tân Phước Khánh, chợ Tân Phước Khánh và trung tâm. Với cái dự án Casamon này, hiện tại cập nhật cho anh chị, những anh chị có thể là chưa xem cái video cập nhật đầu tiên về cái dự án này thì giới thiệu sơ cho anh chị biết. Dự án này là dự án quy hoạch 1/500 với quy mô khoảng 3,8 hecta, cung cấp ra ngoài thị trường hơn 200 nền. Thì với dự án này có một cái tuyến đường quy hoạch kết nối của nhà nước bên hông của dự án kết nối qua, thì theo cái tiến trình phát triển của thành phố Thuận An nói chung cũng như là khu vực tiệm cận, khu vực Bình Chuẩn và khu vực Tân Phước Khánh nói riêng, thì sau này tất cả những cái quỹ đất nhỏ lẻ của những cái xưởng công nghiệp nhỏ lẻ ngày xưa sẽ dời về tập trung trong những cụm công nghiệp như là V-Ship, cụm công nghiệp lân cận một cách tập trung hơn, chứ không để rải rác trong khu dân cư nữa. Theo cái đề án phát triển thành phố Thuận An và Dĩ An trở thành một cái trung tâm kinh tế cũng như là tài chính điểm đầu ngành của khu vực của Bình Dương nói chung. Thì kính thưa anh chị và các bạn, hôm nay cập nhật lại cho anh chị về cái tiến độ này. Riêng về cái dự án này, hiện tại tôi đang thấy công nhân cũng bắt đầu làm việc và bắt đầu làm vỉa hè xuống cống rồi và đi những cái đường điện, chưa có đi những cái tụ điện ha. Thì với dự án này hiện tại là đang trễ tiến độ nha anh chị nhé. Mua thì hiện tại bây giờ cũng cách hơn 1 năm rồi và đã trễ tiến độ bàn giao cũng như là tiến độ hạ tầng, như vậy là rất là ảnh hưởng đến quý khách hàng. Thì nhiều anh chị cũng đang muốn cập nhật về cái tiến độ nó ra sao, thì ngày hôm nay tôi cập nhật cho anh chị. Cũng như là giá hiện tại bây giờ thì tôi thấy nó dao động do nó bị trễ về cái tiến độ và cái pháp lý nó chưa hoàn chỉnh, cho nên là giá không được tăng mạnh. So với cái mặt bằng chung của khu vực địa phận này nha anh chị nhá, thì vẫn thuộc địa phận của Tân Phước Khánh. Nói cho anh chị biết về cái khu đất này, chứ nằm mặt tiền của đường Bình Chuẩn 62, tuy nhiên rằng nó lại thuộc về địa phận của Tân Phước Khánh, rất là gần với Bình Chuẩn và thành phố Thuận An. Tuy nhiên là khi mà sau này tách sổ cho anh chị ra, đó chính là địa phận của Tân Phước Khánh nha anh chị nha, nắm rõ về cái nguyên tắc này. Và với cái giá tiền những cái sản phẩm có sổ sẵn như khu vực của khu Phung Thịnh 8 này, lên quanh những cái khu dân cư ở quanh khu vực Bình Chuẩn như thế này, với cái giá đất hiện tại bây giờ rơi tầm khoảng từ 1.8 tỷ, 1.9 tỷ một nền, thì với những cái cụm khu dân cư rất là sầm uất của thành phố Thuận An, thì ngày trước thì bán cái dự án này rơi tầm khoảng 1.1 tỷ, 1.2 tỷ một nền đất ở trong này, 5 x 12 là thấp nhất 60 m², và có những cái lô đất khoảng 70-80, diện tích lớn hơn một chút. Thì ở trong đây có một cái trục đường là xây nhà mới ra sổ nha anh chị nhá, trục chính và có những cái lóc thương mại, còn bên trong thì ra sổ đất. Thì với hiện tại giá bây giờ cập nhật thì cũng rơi tầm khoảng 1.2 tỷ, 1.3 tỷ, giao dịch khá chậm do cái tiến độ hạ tầng không được đẩy mạnh. Cho nên rằng anh chị cũng nắm bắt cái cơ hội này, nếu mà có ký gửi cũng đừng ký gửi quá về cái mức lợi nhuận này anh chị ha. Và trong cái phần mà ký gửi thì tôi xin phép cũng lưu ý cho anh chị thêm những cái hạng mục mà khi anh chị ký gửi qua Bình Dương Land Review chúng tôi, và chúng tôi sẽ xem xét những cái nền của mình, và anh chị đừng cam kết chúng tôi những sản phẩm anh chị là tháo gỡ quy hoạch rồi để chúng tôi mất uy tín với những quý khách hàng mà chúng tôi giới thiệu. Và thứ hai nữa, anh chị bán ký gửi thì anh chị phải có cái giá mong muốn của anh chị. Chứ anh chị đừng ký gửi những sản phẩm mà anh chị chưa biết giá, có thể tham khảo, tôi có thể cung cấp ở giá nó tầm khoảng hiện tại bây giờ những khách đang bán ở tầm khoảng đó. Còn khi mà anh chị đã ký gửi rồi, anh chị xác định một cái giá thống nhất với chúng tôi rồi, thì anh chị nên giữ cái giá đó và cho quỹ thời gian, và đa số anh chị gửi nên gửi phí lại cho bên đơn vị phân phối cũng như là người bán lại cho anh chị nó tốt hơn, chứ đừng gửi giá thu về, nó sẽ làm loạn cái giá của anh chị. Nhiều anh chị ký gửi cứ thu về thì một số anh chị thì bán 5 triệu 10 triệu cũng bán phí. Nhiều người thì bán lấy đúng theo 2% một sản phẩm, nhiều người thì kê lên bán cao hơn. Cho nên là anh chị khuyên anh chị ký gửi sản phẩm đừng có ký gửi thu về, hãy gửi phí đầy đủ cho bên đơn vị họ bán lại cho anh chị. Đơn vị nào uy tín thì mình gửi và ký gửi thôi.
trong cái sản phẩm của anh chị cũng đừng cam kết và cho ủy ban, và khi mà khách hàng mua bây giờ họ cũng đi kiểm tra cho ủy ban. Đợt vừa rồi tôi có một số nền anh chị kêu tháo gỡ quy hoạch rồi, nhưng tuy nhiên rằng khi lên ủy ban vẫn chưa được, mà họ chưa có tháo gỡ quy hoạch đó thì làm chúng tôi ảnh hưởng người uy tín rất là lớn đó anh chị ha. Và ngoài ra thì chắc chắn rồi, trong một số cái quỹ đất vẫn có những quỹ đất sẽ thay đổi cái kế hoạch sử dụng, có thể là gỡ quy hoạch cho anh chị, hoặc là quy hoạch treo lâu rồi thì bây giờ bên nhà nước họ sẽ tháo gỡ ra của khu vực đó cũng có, chứ không phải không. Nhưng rằng chính xác hơn anh chị phải đi hỏi lại đơn vị của bên ủy ban nó rõ nhất cho anh chị ha. Và một số cái điểm lưu ý khi anh chị ký gửi sản phẩm như vậy, và khi mà chúng tôi bán thì cái nguyên tắc chúng tôi cũng hay cung cấp cho khách hàng ở anh chị không biết cái giá bây giờ thị trường bao nhiêu thì sản phẩm tiền anh chị bỏ ra anh chị biết đúng không ạ? Anh chị mua mảnh nó bao trong bao lâu anh chị biết mà. Và anh chị mong cầu cái lợi nhuận của anh chị bao nhiêu thì anh chị sẽ xứng đáng nhận được cái phần đó, thì anh chị sẽ chào. Ví dụ như chúng tôi bỏ ra 1 tỷ, bây giờ sau 1 năm rồi bây giờ tôi muốn bán về 1.2 tỷ, thì nó rất là bình thường đúng không ạ? Nó rất là hài lòng với mình với lợi nhuận khoảng 20% trong vòng 1 năm rồi. Nó hơn rất nhiều, tôi nói thật với anh chị, nhiều anh chị bán chỉ được 10% thôi trong 1 năm. 10-15% là rất là đẹp rồi, nhiều người hoàn hảo nhất từ 30-50%, thì tùy theo cái giá trị lợi nhuận. Khi anh chị có một cái giá mong muốn thì bên em sẽ cung cấp cho anh chị ở thị trường cao quá anh chị ơi, hoặc là vừa tầm, cũng không cao không thấp. Và anh chị bán nhanh thì chắc chắn anh chị phải bớt xuống 20-30 triệu để cho nhanh hơn, khách hàng dễ chốt cái sản phẩm của mình hơn. Tại rất nhiều sản phẩm mà chào với cùng giá đó thì anh chị phải chờ tiếp tục, và kiếm người hữu duyên với mảnh đất của mình rất là khó. Cho nên khi anh chị ký gửi hãy lưu ý giùm tôi những cái điểm này ha, để nó ký gửi và chúng tôi bán lại cho anh chị chính xác nhất. Rất cảm ơn anh chị đã cập nhật về dự án này, cũng như là nếu anh chị quan tâm nhiều hơn nữa thì dự án khác có thể là liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0353 899 666. Và xin nhớ là hãy ủng hộ chúng tôi bằng việc ấn like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh chị trong video lần sau, và chúc anh chị có một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc.